Hi, welcome back to my channel, StarsGregor. Và từ cái thứ hai lấy câu. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Trong thời gian này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm những mảnh chìa khóa màu vàng. Và khi đủ mảnh chìa khóa màu vàng thì các bạn sẽ mở được két sắt. Mở được két sắt ở trong căn phòng mà các bạn đã bị ra. Và sau đó thì các bạn sẽ lấy được cuốn sách. Và cuốn sách đó làm gì? Để tiêu diệt những hồn ma trong ngôi nhà này. Đó, cũng như thế các bạn sẽ đi tìm những mảnh chìa khóa vàng nhá. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái video horror film. Let's go.
mình ở đây. Oh my gosh. Mình đang nghe thấy tiếng kêu nhỉ.